Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh Hưng Yên đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tích cực thi đua sản xuất hiệu quả, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh những thành tích đó, một trong những hoạt động để lại nhiều dấu ấn đậm nét đó là phong trào doanh nhân với việc đóng góp cho an sinh xã hội. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2020. Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, từ chỗ số doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh Hưng Yên chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì đến nay Hưng Yên đã có gần 2.000 dự án doanh nghiệp và đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 10 tỷ đô la Mỹ. Đội ngũ doanh nhân chủ doanh nghiệp lớn mạnh đã đưa các chỉ số về phát triển kinh tế xã hội ngày càng được nâng cao. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, thì đội ngũ doanh nhân chủ doanh nghiệp đã thể hiện vai trò và trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác an sinh xã hội. Là những người đứng đầu đơn vị doanh nghiệp, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người lao động và nộp thuế cho nhà nước, thì chúng tôi luôn xác định cái vai trò và trách nhiệm của mình với cái công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, các gia đình chính sách. Qua đây thì chúng tôi mong muốn là lan tỏa được cái tình yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng. Trong những năm qua, các doanh nhân chủ doanh nghiệp đã cùng với chính quyền các cấp tích cực ủng hộ tiền của và vật chất để xây nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nông thôn mới và các phong trào an sinh xã hội khác ở các địa phương với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Từ những hoạt động an sinh xã hội này đã giúp nhiều gia đình khó khăn có điều kiện nâng cao cuộc sống và góp phần làm thay đổi diện mạo ở các địa phương. Đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân hiện nay đóng một vai trò rất quan trọng. Họ tham gia ở các cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và tham gia vào các cái vấn đề an sinh xã hội của địa phương, xây dựng các cái quỹ cho người nghèo, các quỹ khuyến học, khuyến tài, phát triển nhân tài và phát triển cái nguồn nhân lực của địa phương. Là tầng lớp đi đầu trong phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước, đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp trong tỉnh cùng với cả nước tích cực đóng góp để xây dựng nền kinh tế, tài chính, đất nước vững vàng và thịnh vượng, cùng đem sức lực và trí tuệ làm công cuộc ích nước, lợi dân. Thực tế phát triển đòi hỏi đội ngũ doanh nhân, chủ doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của mình, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và quan tâm tốt đến đời sống của người công nhân cũng như hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.